Không được. Không phải giữ lại. Ôi ơi. Không dám nghĩ luôn. Được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh của Trúc Phương. Hôm nay hai mẹ con đến đây để mà câu cá. Mình sẽ câu dọc theo những cái mé của con kênh nha. Ở phía bên tay phải của Phương á, là nguyên một cái dòng sông lớn luôn. Còn ở phía bên tay trái Phương á, là đi ngang, Phương đang đi ngang một cái cầu nè. Phía bên đây á, là một cái con kênh nhỏ chạy dài vô phía trong luôn. Nhỏ thì mình sẽ đi nhấp dọc theo con kênh nhỏ trước. Phương thì hơi tới khoảng con gì đây? Dính. Yeah. Ui, một em quá mập luôn. Có con gì ở giữa cái hồ đó nè, này cái bùm vậy nè, cái quọn bự vậy nè mà thường không có con không chết. Ôi răng nóng đằng kia kìa, sau lưng con kìa. Con giữ nó vô con mé nè. Con dính con cái gô cả nhà. Cái gô ngon ha. Cũng to ghê luôn á. Nè cả nhà. Mẹ, con gấu hai trứng vịt lại gốc cây cho mẹ kìa. Nè cả nhà. Nó đi lụm trứng vịt. vô tròn tròn cá nó bự. Cái này đâu nha, dính. Yeah. Con này ngon, không bự bằng con hồi nãy. Ngon ghê luôn cả nhà. Màu tiếc cái con hồi nãy, con nãy bự hơn con này gấp mấy lần luôn á. Cả nhà có ăn cả nhà ơi. Rồi vô cây đau lòng thiệt. Ăn cả nhà dính. Ui con này ngon quá. Ủa con ăn gì đấy? Ừ đúng rồi, cô đồng. Trời ơi Phương tưởng cô Phi không á, nó mập kinh khủng luôn nè cả nhà. Ui da yeah. Da yeah, trời ơi nó khỏe nè cả nhà. Nó mập cái bụng của nó mà Phương tưởng đâu là cô Phi không. Lên mà Phương tưởng cô Phi không. Quá ngon luôn. Còn nữa cái gì ơi. Ăn nữa cả nhà. Dính. Ôi. Con này hơi bé. Hơi bé nhưng mà mùa nước này thì con nào cũng mập hết trơn cả nhà, non nhốt thật ngon á. Ăn luôn ạ. Ăn luôn rồi. Con nãy nó bị cái út cái hụt luôn. Hả? Lên rồi. Lên. Con gì đây, con gì đây? Trời 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 trời, cá chê, cá chê. Trời, mẹ cầm giùm con đi, mẹ cầm giùm con đi. Trời trời. Từ từ. Ôi cá chê cả nhà ơi. Lên một em cá chê quá trời ngon luôn mẹ, con hết hồn luôn á. Đây, cả nhà xem cái đầu đó. Này cắn thằng lưới câu nha. Này. Đây cả nhà này. Cả nhà. Lưới câu đâu rồi, nuốt luôn rồi mẹ ơi. Rồi. Nuốt cái gì vậy? Chưa. Lấy cây chọt vô được. Đưa đây mẹ ơi. Chưa sao. Cái lưỡi câu nó rồi được. Rồi ra rồi cả nhà. Cá chê cả nhà ơi. Còn chưa? Vô luôn. Ăn cả nhà. Rồi lên đây luôn rồi cả nhà ơi. Chưa sao. Phương còn đường binh. Ủa đâu mất tiêu rồi, lòi xuống rồi. Hên quá. Nó dính rồi, trời, con bự, nó quẩn coi kìa cả nhà. Nó chưa nuốt, con rể cho nó nuốt. Đó, nó bị chìm luôn rồi mà. Ôi, có ăn cả nhà. Dính. Ui. Ui, Phương lên một con. Ui, mẹ dính nữa hả? Con cũng dính một con nữa rồi nè. Ê, cả nhà ơi. Hai con nha. Ôi. Trời ơi, nó đi săn trứng vịt, nó ăn nãy giờ á. Trời ơi, 5 hộp, 4 hộp luôn. Cái này cả nhà, gấu nó đi săn trứng vịt, gấu như chợ. Vịt bé Quang á, cái nó đi săn, nó hút hết rồi. Cả nhà được 2 con. Mẹ Phương con nữa. Không biết con gì đây. Lên. Ui. Ui. Quá ngon. Dướng như con dây ạ. Đây cả nhà ơi. Mời em đến nha cả nhà. That's it. Dính cả nhà, rồi, say rồi. Trời ơi. Vậy chưa vậy quá chừng luôn rồi. Đây cứu con lên luôn. Ui rồi trụ nó bự rồi, con bự luôn á. Rồi mẹ phải cần cẩn thận lên. Ôi vậy nè. Nè. Chúng mẹ nó nẹt ra má tay luôn rồi. Mẹ phải cầm cẩn thận mới được. Chưa. Đây. Con ngon đây nè. Rồi, con sảy góp mắt tiêu luôn rồi. Rồi nó gị cũng gị luôn rồi cả nhà ơi. Phương mới hạ xuống nó gị luôn rồi. Dính luôn cả nhà. Mình dính thêm một con nữa nha. Con bự hồi nãy xảy rồi, cái mấy con này nó nghe mùi nè, cái nó đi vô, Phương vừa mới nhấp trên mặt nước thôi là nó bay lên, nó táp luôn, cái Phương buông cho nó hạ xuống luôn. Dính luôn. Chỗ này nước ngập lên luôn nha cả nhà. Đây cái chỗ này nè cả nhà. Cả nhà dính dướng gì vậy, dướng rồi mẹ ơi. Cái con nữa cả nhà, ngay cái chỗ cũ luôn. Dế có cánh không nè, hết dế nhỏ rồi. Dế có cánh thì Phương bỏ chân và bỏ luôn đầu nha cả nhà, mình chỉ lấy cái bụng thôi. Có cánh thì thường là Phương chọn mua để mà mình cắm câu, nhưng mà do chỗ này hết rồi cho nên là Phương lấy đại luôn. Ui, mẹ Phương lên cá rô khủng hoảng luôn cả nhà. Ôi ôi cá rô bự. Dính cho mẹ dính. Ôi ôi. Quá trời lẫn cá ngô luôn. Ôi coi nè cả nhà, kinh khủng cá ngô luôn, trời, cá ngô 4 ngón luôn á mẹ. Ai biết ngọn nào cá ngô nước mà. Cá ngô này 4 ngón luôn á cả nhà. Ê, ê cô con đang ăn. Chú, ơi chui lên đi mà. Cái phao nó vẫn còn. Sảy rồi. Hết con ngầu luôn. Con nghe gỉ cái cây rõ ràng nè. Tim kìa. Tình. Ở bên mẹ cái gì lên bánh nó chuối không lên tim quá trời luôn, lên bánh vậy. Cái màu lớn cả nhà ơi. Ôi cá gô hết hồn, cá gô luôn. Lưới câu của mẹ mới chịu nổi cá gô này mẹ. Ừ, lưới câu của mẹ nó hơi cong cong ha. Cái lưới câu của mẹ nè cả nhà, mới chịu nổi cá gô này á. Mẹ có cái giọng. Xem nãy giờ nè cả nhà, con cá ngô này với con cá chê nè, vườn mẹ Phương cẩu trong chỗ này hết có biết ngon không. Dính nè cả nhà. Yeah, cá gô. Gô lớn luôn. Con này cũng bự nhớ. Rồi nãy giờ cậu là lên gô ngon không luôn. Thấy hàm ra luôn vậy. Cả nhà. Trời. Không được. Phương phải giữ lại. Ôi ơi. Không dám nghĩ luôn. Mẹ cầm điện thoại mẹ. Không biết con gì rồi. Ôi làm sao? Ôi mắt năm cỏ rồi. Không biết con gì nữa. Đây nha. Đâu rồi. Đây nha. Yeah, ông bị giỏi quá trời. Trời ơi, bự. Rồi, thấy chưa? Vuốt ra rồi nè. Vuốt ra rồi. Chưa? Con mà nó neo lên là gì, lại xong phim rồi đó. Trời ơi. Hết cái ngon luôn con cả nhà ơi. Cái chê vàng. Chê vàng mẹ. Dạ tư luôn. Đúng rồi. Yeah. Rồi nè cả nhà. Trời ơi. Quá ngon. Ui. Vừa lên thấy bò là vụt ra luôn á. Đây nè mẹ. Này mẹ cho cả nhà xem cái phần đầu nó nè. Cả nhà coi phần đầu nó nè cả nhà. Cái chê đồng nè cả nhà, nhìn để ý cái phần trên đây nè. Đó. Chê vàng gật ghi luôn. Con cả nhà. Cho vô lọ mình. Con vừa lên tới bạo con bẻ hết chân cây chỗ đó luôn, bẻ hết chân cỏ luôn. Cho vô lọ của mình nha. Đây cả nhà ơi, cho vô lọ mình. Hết chưa ngon.